một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Manchester United, một biểu tượng của câu lạc bộ, Eric Cantona, sinh ngày 24 tháng 5 năm 1966 tại thành phố cảng Marseille, Pháp. Ông bắt đầu sự nghiệp vào năm 83 tại Auxerre, trước khi chuyển sang Martigues, Marseille, Bordeaux, Montpellier và Nîmes, tổng cộng 6 câu lạc bộ trên khắp nước Pháp. Sự nghiệp của Eric Cantona rẽ sang một hướng khác khi Leeds United nhìn ra tài năng của ông và mua về vào năm 92. Eric Cantona đã cùng với Leeds giành chức vô địch Premier League và siêu cúp Anh ngay trong năm đầu tiên. Sau một mùa, Man United đã mua lại huyền thoại người Pháp. Và phần còn lại của lịch sử thì chắc ai cũng đã biết. Sự nổi tiếng và đi lên của Man United cũng song hành với danh tiếng và tài năng của Eric. Ông giúp Quỷ Đỏ giành đến 4 Premier League, 2 FA Cup và 3 siêu cúp Anh. Ông là một trong những người nổi tiếng nhất đã từng khoác áo số 7 tại Manchester, bên cạnh những cái tên như David Beckham hay Cristiano Ronaldo. Eric Cantona là biểu tượng của đội bóng, tài năng và danh tiếng của ông đã tạo nên một cơn sốt tại nước Anh trong những năm 90. Sau 4 năm, Cantona giải nghệ vào năm 97 sau 170 trận ra sân cho Quỷ Đỏ với 77 bàn thắng. Dù là một tiền đạo khét tiếng tại nước Anh, nhưng sự nghiệp quốc tế của ông trong màu áo tuyển Pháp lại không hề để lại chút ấn tượng nào. Đáng tiếc nhất trong suốt sự nghiệp có lẽ là việc ông bị cấm thi đấu đến 8 tháng sau một pha cung phu vào cổ động viên của Crystal Palace. Qua đó, Man United đành ngậm ngùi nhìn Blackburn vô địch mùa 94-95. Năm 2001, ông được bầu chọn là cầu thủ vĩ đại nhất thế kỷ 20 của câu lạc bộ Man United, nên các fan đã gọi ông bằng cái tên đầy trân trọng, King Eric. Sau khi giải nghệ, ông lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Năm 2010, Cantona đã đóng một vai trong vở nhạc kịch Feo Paradis do chính vợ ông làm đạo diễn. Trước đó, ông đã khá thành công trong các bộ phim Elizabeth năm 88 và Looking for Eric, đi tìm Eric vào năm 2009. Năm 2011, ông quay lại với công việc bóng đá khi làm giám đốc thể thao câu lạc bộ New York Cosmos của Mỹ cho đến nay. Năm 2012, Eric Cantona còn ra tranh cử tổng thống Pháp nhưng đã rút lui vào phút chót. Một con người rất chất với một sự nghiệp lẫy lừng. Chỉ tiếc ông đến Man United hơi sớm, phải chi ông ráng thêm 1-2 năm nữa để có thể hòa hợp với dàn đội hình huyền thoại năm 99 thì chắc Man United sẽ còn khủng khiếp và vĩ đại hơn rất rất nhiều. Chiếc vô địch Champions League có lẽ là danh hiệu thiếu sót đáng tiếc nhất trong bộ sưu tập hoành tráng của ông. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 51 của King Eric Cantona. Hôm nay là sinh nhật của số 7 huyền thoại Man United, cũng là sinh nhật của số 7 huyền thoại của tuyển Cộng hòa Séc và Liverpool. Vladimir Smeser là một trong những cầu thủ vĩ đại và tài năng nhất bóng đá Cộng hòa Séc từng sản sinh. Anh được xếp ngang tầm với những cái tên như Pavel Nedved, Karen Popovsky hay Petr Cech. Sinh ngày 24 tháng 5 năm 1973 tại Dexin, Cộng hòa Séc, Vladimir Smeser bắt đầu sự nghiệp vào năm 92 tại Slavia Praha trước khi qua Pháp chơi cho Lens. Anh cùng với câu lạc bộ của Pháp giành cú đúp danh hiệu vào mùa 98-99 với chiếc vô địch League One và một cúp quốc gia. Năm 99, anh gia nhập câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Anh, Liverpool. Trong 6 năm khoác áo lữ đoàn đỏ, Vladimir Smeser đã giành được Champions League thần kỳ Istanbul 2005. Anh chính là người đã ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 trong trận chung kết kinh điển đó. Ngoài ra là một FA Cup, 2 League Cup. Trong mùa 2000-2001, Smeser đã cùng với The Kop giành chức vô địch UEFA Cup và siêu cúp châu Âu. Năm 2005, anh rời Liverpool sang Pháp khoác áo Bordeaux, rồi trở về câu lạc bộ khởi nghiệp Slavia Praha. Anh giải nghệ vào năm 2009. Smeser đã có 82 trận ra sân cho tuyển Cộng hòa Séc. Sau khi giải nghệ, anh chuyển sang công tác huấn luyện tại đội Slavia Praha nhưng không thực sự thành công. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 44 của Vladimir Smeser.
Vào ngày này trong quá khứ cũng đã diễn ra một trận chung kết Champions League và vị vua châu Âu mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại là Ajax Amsterdam. Ngày 24 tháng 5 năm 1995, trước mặt 49.730 khán giả lắp kính sân Eurohapel ở Viên, Áo, Ajax đã đánh bại AC Milan để giành chiếc cúp châu Âu thứ tư trong lịch sử đội bóng, danh hiệu giành giá nhất kể từ sau 3 chiếc vô địch C1 liên tiếp cực kỳ bá đạo dưới thời thánh Johan Cruyff đầu thập niên 70. Người ta còn nhớ đến trận chung kết năm 95 này là trận đấu của những người Hà Lan, thời điểm mà các danh thủ đến từ xứ sở Tulip làm bá chủ châu Âu, thời điểm mà Ajax đang có cho mình một lứa cầu thủ xuất sắc và đồng đều nhất lịch sử bóng đá Hà Lan từng sản sinh sau thời Johan Cruyff. Huấn luyện viên Louis van Gaal sử dụng đội hình 3-1-2-1-3 ở trận này với thủ môn Van der Sar trong khung gỗ, Rijkaard và Frank de Boer chơi ở hai bên trung vệ đội trưởng Danny Blind, tiền vệ đánh chặn Frank Rijkaard, ngay phía trên là bộ đôi tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất một thời đại của bóng đá Hà Lan, Edgar Davids và Clarence Seedorf, tiền vệ tấn công Jari Litmanen chơi ngay phía dưới bộ ba Finny de Jong, Ronald de Boer và cỗ máy chạy Mark Overmars. AC Milan của Fabio Capello ra sân với sơ đồ 4-4-2 truyền thống trước mặt thủ môn Sebastiano Rossi là 4 hậu vệ Panucci, đội trưởng Baresi, Costa Curta và Paolo Maldini, cặp tiền vệ trung tâm rất chất lượng là Marcel Desailly và Demetrio Albertini. Hai bên cánh sẽ do Giovanni Bohan và Roberto Donadoni đảm nhận. Cặp tiền đạo là Daniele Massaro và Marco Simone. Ajax của Van Gaal năm nay cũng rất bá khi họ vừa giành chức vô địch Hà Lan mà không để thua bất kỳ một trận nào. Một đội hình trẻ trung, tài năng và đều là những huyền thoại của bóng đá nước nhà sau này. Ngoài ra tại Champions League năm đó, Ajax cũng chưa từng thua một trận nào trước khi bước vào trận đấu quyết định này với AC Milan. Chính vì thế không có gì ngạc nhiên khi Ajax là đội nhập cuộc tốt hơn và chơi hay hơn. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa không đều. Phút 69, Louis van Gaal đưa ra tấm phiếu thay người sáng suốt và đúng đắn nhất trong suốt cả sự nghiệp cầm quân của mình. Ông rút tiền vệ người Phần Lan Jari Litmanen để đặt niềm tin vào tiền đạo mới 18 tuổi Patrick Kluivert. Tôi không nhớ rõ lắm những gì van Gaal nói với tôi khi ấy, nhưng dĩ nhiên tôi sẽ không bao giờ quên được cú sút ấy. Tôi nhớ màng máng ông ấy đã kêu là cứ tận hưởng đi, đã hết sức. Dĩ nhiên tôi nhớ như in bàn thắng đó. Mark Overmars có bóng bên cánh trái, anh ấy chuyền cho Edgar Davids, Davids chuyền ngang cho Frank Rijkaard và tôi thấy Frank đang nhìn tôi nên tôi nói với anh ấy, chuyền em nè, thế là anh ấy chuyền cho tôi. Tôi bắt bước một bằng chân trái và sau đó thực hiện phải chích mũi về phía góc. Và như bạn thấy rồi đó, tôi chạy ra góc sân, lộn cái áo. Và 500 anh em nhào vô ăn mừng với tôi. Tôi vẫn còn nhớ là mấy ảnh đã ôm chầm lấy tôi từ phía trước, khiến tôi không thể nào thở được. Tôi phải lấy tay đẩy bớt một số người ra xa tôi vì không còn oxy để thở nữa. Nên bạn có thể hiểu được hành động của tôi lúc đó và cảm xúc trong tôi lúc đó là tuyệt vời như thế nào. Bây giờ mà ngồi nhắc lại, tôi vẫn còn cảm giác hạnh phúc của lúc đó. Tôi đã có những trải nghiệm không thể nào quên và được ghi bàn thắng trong trận chung kết Champions League. Bạn cảm nhận được nó từ tận xương tủy, một cảm giác rất yomos. Bàn thắng của Patrick Kluivert cũng là bàn thắng quyết định mang về ngôi vương châu Âu cho Ajax, chiếc cúp thứ tư trong lịch sử của câu lạc bộ này, một danh hiệu đánh dấu cho một trang sử mới của bóng đá Hà Lan, với những cái tên sau này đã trở thành huyền thoại.